Căn nhà của chị Thơ. Thật kinh khủng. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng đây là một căn nhà của một con người luôn bà. Tụi mình phải giúp chị mình cải tổ lại cái chỗ ở, đúng không? Biết phải làm gì rồi đó. Ở đâu ra vậy? Ôi trời ơi, cái căn phòng này bây giờ bí ẩn quá. Biệt đội makeover nhà chị Thơ. Let's go. Thật kinh khủng. Mùi gì vậy? Tôi không thể tưởng tượng đây là một căn nhà của con người ở luôn á. Tôi tưởng là con mèo. Thì có con mèo trong kia kìa. Nhưng mà nói chung là tôi thấy bừa bộn nha bà ơi. Mấy cái hình ảnh rồi video nãy tụi mình coi là hình ảnh chân thật. Trời ơi sợ quá à. Chị để mấy cây trong nhà nhà tối nó quá hợp là hại sức khỏe. Này cây giả bà. Thôi bây giờ là dọn đi. Bà Hằng ra sân quét sân cho tôi. Trời ơi. Bà Hy là dọn tủ lạnh, dọn bếp. Dọn bếp. Xuân Thành hả? Còn bao nhiêu chỗ nào dọn hết. Tao đứng tao quản lý. Dọn đi. Ủa mình gì lâu lắm vậy đi nhá. Trời ơi, cái góc làm việc, cái góc sáng tạo á mà nó bày bừa như vậy thì sáng tạo gì chứ nội. Trời ơi, chị Thơ ơi là chị Thơ không có được rồi. Quăng hết, tôi vứt hết, dầu hả, tôi vứt luôn. Sau đây Nam Khánh sẽ chỉ cho các bạn cách gỡ cái màn xuống và lắp cái màn mới lên. Đầu tiên chúng ta cần một cái ghế chắc chắn nha mọi người. Trời ơi, sợ quá. Người ta kêu cái việc nhà thì nhát, việc chú bác thì sang. Ôi, cái lúc cơ sải màn của thầy à. À, lấy lên. Trời ơi. Ta-da, đẹp chưa? Còn bên kia nữa thôi. Thôi mình móc một bên thôi, chị Thư về móc bên còn lại đi. Giờ mình không biết xuống mọi người. Cái mạng em đắt giá lắm mọi người ơi. Five minutes later. Trời ơi, hoài mà sao nó không mát vậy trời. Ê, mấy bà, vô đây đi. Vô đây hợp đi, hạ đồ xuống, đừng làm nữa. Đi vô đây. Mệt nóng quá. Không? Nhà mà có cái chút ép mà dọn mãi chưa xong. Mà quan trọng là nóng quá nè. Nhìn cái máy lạnh đi. Cũ quá rồi. Chị Thư là mang tiếng là đi làm hả? 4-5 năm ở công ty S Channel mà xài cái máy lạnh như vậy. Thì tôi nghĩ là anh Huy á nhìn nhân viên khổ cực chắc cũng không có vui đúng không? Bây giờ á, tôi đang cầm tiền của anh Huy. Huy nè, tôi đặt liền. Tại vì tôi nghe nói là đang có một cái siêu phẩm mùa hè. Máy lạnh Samsung Winfree. Lắp lên một cái là cái phòng này coi như là hả băng đăng luôn. Đồng ý tôi chi tiền của anh Huy. Đồng ý, bây giờ tôi nóng quá rồi. Tiền của công mà. Thì cứ xài việc riêng đi, không sao. Tôi đặt luôn. Thử nè, remote không có gọi điện, xin lỗi. Lát gọi, gọi liền. Đó, thấy chưa? Tôi gọi điện một cái thôi là ship liền luôn. Này á hả, là chiếc máy lạnh Samsung Winfree nha. Nói chung với công nghệ của nó là khỏi phải bàn luôn. Digital Inverter Boost. Rất là thích hợp với là những người như chị Thư. Tại vì tiền điện tháng rồi tôi nhớ là bà tới 4-5 triệu lần. Đúng rồi, tại vì bà không có đi làm. Bà ở nhà, bà thường mới lạnh. Không biết làm, rồi cái là nhà có mèo bà phải bật máy lạnh là thấp nhất có thể. Nè coi nè, vừa bật máy lạnh mà vừa bật quạt á là mới đủ mát cho căn nhà này. Nhưng mà cái điều hòa này là cũ rồi, nó mới phải vậy. Bây giờ lắp cái này lên á là bé quạt này á ra chuồng mèo. Ra chuồng gà. Không, này không có chuồng gà, chuồng mèo thôi. Nhà nó mèo không mua gà. Lắp liền đi bà ơi, tôi nóng quá. Lắp liền đi. Rồi bà lắp đi. Tôi lắp. Rồi tôi giỡn á. Đặt máy lạnh là có người lắp cho nha mọi người. Rồi, gọn gàng, tuyệt vời. Cút ra ngoài. Nhưng mà cái điều có đảo 4 chiều. Yeah. Hai nút này lên xuống và qua lại. Yeah. Tăng giảm nhiệt độ là cộng trừ, tắt mở. Và nút chỉnh chế độ thì cái này nó có 4 chế độ. Chế độ cool là chế độ mà lạnh mình có thể tùy chỉnh được nè. Yeah. Chế độ auto là chế độ tự động. À nó tự canh nhiệt độ trong phòng mình. Rồi. Đó, còn dưới đây là chỉnh thời gian. Đó. Ok. Cài đặt và chỉnh qua độ ép. Ok, được rồi. Rồi cảm ơn nha, hiểu rồi. Anh ơi, có biết không? Opportunity có. Trời ơi, chỉ với một vài cái búng tay nhỏ nhỏ thôi. Cũng đâu có cực gì đâu đúng không? Cực không? Cực. Đó. Ai nói không cực. Nhưng mà vui là căn nhà chị Thư bây giờ nó quá gọn gàng, quá đẹp đẽ. Và đặc biệt là được lắp một chiếc máy lạnh quá là mới, quá là xịn sò. Samsung Winfree. Trời, tôi nói là cái mùa này mà không có máy lạnh là không thể nào sống được mọi người ơi. Nói chung á là cái này á, đặc biệt nhất tôi thích nhất là tôi thấy công nghệ là phù hợp nhất của cái chiếc máy lạnh Samsung Winfree này mà phù hợp với chị Thư á là
tính năng Winfree Cooling cũng rất là ok nè, giúp phân tán khí lạnh qua 23.000 lỗ khí nhỏ. Cái lượng gió nó được phân tán ra rất là đều, nó không có bị tạo cảm giác mà gây buốt đó. Nhưng mà riêng cái chiếc máy lạnh này nó lạnh dịu dịu, đầm đầm, luồng khí dễ chịu nha, tạo ra với tốc độ thấp. Và đặc biệt nãy giờ mấy bạn nghe thấy êm ru không? Êm, ít tiếng ồn. Digital Inverter Boost siêu tiết kiệm điện. Nghe chị Thư chia sẻ tháng trước tiền điện lên đến 2,5 triệu luôn, nên lựa chọn em này cho bà là tiết kiệm tiền điện là hợp lý rồi. Công nghệ AI tự động điều chỉnh nhiệt nữa nha. Tôi xin trịnh trọng kể cho mấy bà, gần 3 triệu người đang xem cái clip này. Chị Thư nhà ta bình thường là bật máy lạnh cả đêm, tại vì bà rất là lười dậy tắt máy lạnh, nên là tôi quyết định là tính năng này là sinh ra dành cho những người như chị Thư luôn. Công nghệ AI sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ, giúp phân tích nhiệt độ phòng theo thói quen sử dụng để đưa ra một cái nhiệt độ hợp lý nhất nha. Và không thể nào mà đề cập tới chiếc máy lạnh này mà không có một cái nhân vật đặc biệt. Đây, đây là một trong những cái nguyên nhân chính mà tôi quyết định là dùng tiền của anh Huy để đầu tư chiếc máy lạnh cho chị Thư. Tại vì trong nhà chị Thư bây giờ là có thêm một thành viên nữa là em bé Coco. Nói chung là với khi mà bất kỳ ngôi nhà nào mà có thú cưng á, thì những cái vấn đề về lọc không khí mình sẽ rất là quan tâm. Và riêng với chiếc máy lạnh Samsung Winfree này có công nghệ Air Care Filter, lọc các tác nhân gây hại môi trường trong không khí đến 99% luôn, lọc cả bụi mịn PM1.0. Và nói chung là mình thấy hợp lý nhất khi mà lựa cái sản phẩm này cho chị Thư là bà lớn tuổi rồi. Với một cái chiếc máy lạnh mà vừa êm nè, vừa có công nghệ lọc không khí tốt cho sức khỏe nè, và vừa có auto AI chỉnh nhiệt độ tự động luôn, thì mình thấy là rất là thích hợp với những người như chị Thư để có những cái giấc ngủ gọi là êm nhất, ngon nhất có thể luôn. Mà còn bảo vệ sức khỏe nữa đúng không? Bảo vệ sức khỏe không chỉ của người mà của mèo luôn. Bây giờ là mình đã tốn công rồi đúng không? Thì phải có người bù đắp công sức cho mình, và người đó là chị Thư. Bây giờ đợi bả về cái làm bả sẽ bao cho mình ăn. A few minutes later. Làm gì đây? Wow! Chị nhìn đi. Nhà của ai vậy? Nhà chị đó. Nhìn nó cứ giả giả làm sao á. Thiệt không vậy? Thiệt. Ở đây không có gì giả hết. Trời ơi, chị vậy thấy sao? Tính ra là không có uổng công mà đào tạo giúp đỡ tụi nhỏ. Trời ơi, quan trọng á là chị nhìn trên đỉnh đầu của chị kìa. Chị có wow. Samsung Winfree không phải là bình thường đâu, mà là tụi em rút ruột công trình của anh Huy. Không chị. Nhưng mà chị nghĩ anh Huy không có nỡ lòng nào lấy tiền của chị đâu. Đúng rồi, lý do chính đáng mà đúng không? Ủa nhưng mà sao tự nhiên lắp máy lạnh cho tôi? Tại thấy cái máy lạnh chị dởm. Ê, tháng rồi tiền điện tôi gần 3 triệu. Lắp em này, tiền điện của chị giảm 50%. Rồi. Chị tưởng còn 300 đó. Trời ơi, 300 là lố nha bà. Xài máy lạnh là phải có là đóng tiền điện nha mọi người. Nhưng mà nói chung là sẽ giúp chị tiết kiệm nhiều. Bây giờ chị tiết kiệm có phải nói chị bao tiệm ăn chị? Rồi. Đồng ý đi Thư. Đồng ý. Ăn gì? Chị bao. Yeah. Rồi, tất cả mọi người tập trung. Ngày hôm nay thì chủ nhà rất là vui khi có sự giúp đỡ của các em Gen Z trong văn phòng Channel, cũng như là có máy lạnh mới Samsung Winfree. Đó, mát lạnh hồi hồi nha mọi người ơi. Và đặc biệt là rất là dịu kha luôn. Và mọi người ơi, biệt đội Makeover đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vô cùng thành công mỹ mãn và đã được trả các sĩ một bữa ăn quá ngon. Mọi người ơi, là mọi người cảm thấy như thế nào về cái sự Makeover của tụi mình với căn nhà của chị Thư? Và nếu mà mọi người cũng là một cái người mà là một cái người già lớn tuổi như chị Thư, đào cái chân trời. Đó, thấy chưa, đã nói rồi, đã nói lớn tuổi rồi mà không tin, thì mọi người cũng nên đầu tư em chiếc máy lạnh Samsung Winfree nha mọi người. Trời, ngồi mà cảm thấy là cái không khí này nó mát mẻ, nó trong lành, nó thấm đậm tình chị em. Yeah. Mọi người nhớ like, share, subscribe channel nha. Bye bye. Bye bye.